Bé Hiếu ở đâu ấy? Đi cây bé Hiếu đi. Bé Hiếu ở đâu? Gần. Gần đi. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi đây đây. Đây để cho bồng đi cô đi chỗ khác cho mặt ba cha chồng hắn ngồi vô. Rồi cha, ra vô. Rồi. Gần rồi em ơi. Khóc nha. Nam mô A Di Phật cho em đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật nè. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Em ơi. Em. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Anh ơi, con khỏe lên, em khỏe lên nghe anh nghe. Anh ơi, con tỉnh đi. Anh ơi, mẹ đây. Anh ơi, anh ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lớn lên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Anh ơi. Em núa chi em núa đi. Em. Thế em tiêm thất tỉnh. Báo quạt đó. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Em ơi. Đứng lên thôi, đứng lên thôi. 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 Đứng lên bỏ cái mũ ra cho mót kìa. Cậu đúng con ơi. Một cậu mẹ. Hạnh ơi, uống nước nữa, uống cho con. Hãy nhiều ở cuối cùng.
Dạ, video Hải vừa chia sẻ đến cô chú anh chị xem. Đây là video mà sau khi Hạnh trở về nhà một ngày quý vị ạ. Hôm qua là ngày 19 tháng 3. Thì hôm qua Hải cũng vừa đi về, ở nhà Hạnh đi về đó quý vị. Thì Hạnh lên cơn. Nói chung là cả nhà ai cũng hết hồn cả nhà. Thì hôm qua hôm nay thì Hải cũng không có, từ lúc Hạnh về thì Hải cũng không có chia sẻ video quý vị. Cái video này thì của chị Hạnh ha, quay gửi lại cho Hải. Thế cũng cập nhật một chút cái tình hình sức khỏe của Hạnh quý vị. Hôm qua thì Hạnh rất là mệt. Tưởng rằng là không cua nổi luôn cả nhà. Nhưng mà từ khi tối đến giờ thì Hải cũng có hỏi thăm anh Thái thì Hạnh cũng khỏe hơn một chút. Thì Hải cũng cập nhật tình hình đến cô chú anh chị mình cùng theo dõi nha. Thì bây giờ quý vị cũng có những cô chú anh chị chưa xem được cái video mà Hải xin ngưng nhận tiền đó ha. Vợ chồng của Hải xin ngưng tiền đó. Thì bây giờ Hải cũng muốn chia sẻ lại trên cái video này là vợ chồng của Hạnh và anh Thái thì cũng xin ngưng nhận tiền rồi. Thì cô chú anh chị xem để ý giùm Hải ha. Thì bây giờ lại không có nhận tiền gì cả nhà ha. Thì Hải cũng sợ rằng là trên cái kênh của Hải đó ha, những người họ lấy cái video của Hải họ sẽ lừa đảo như thế này thế kia. Thì Hải cũng ghi chú cho anh chị, cô chú anh chị mình cùng theo dõi nha. Thì cách đây cũng 4 ngày thì vợ chồng của anh Thái Hạnh là xin ngưng nhận tiền, không nhận sự giúp đỡ nữa. Nên cô chú anh chị mình hãy theo dõi video, bởi vì video của Hạnh bây giờ thì có rất là nhiều người xem. Hải cũng sợ rằng những người họ lừa đảo quý vị, họ lập ra những cái trang Facebook ảo hay này kia đó ha. Nên cô chú anh chị mình hãy chú ý và thận trọng. Không, Hạnh không có nhận tiền vào cái lúc này đó. Nên là Hải cũng xin muốn chia sẻ đến cô chú anh chị thêm một chút nữa. Thì trên cái video trước thì Hải cũng có chia sẻ rằng là cô chú anh chị cũng chỉ uống thuốc nam ha. Thì có rất là nhiều, bây giờ rất là nhiều cô chú anh chị gọi cho Hải và anh Thái nữa, chỉ là uống lá xạ đen hay là ngải đen, bột ngải đen á quý vị, rồi cái này cái kia ha. Thì đến bây giờ thì Hải cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất yêu thương của Hạnh đã chỉ uống cái này cái kia ha. Đó thì Hải cũng, Hải và anh Thái gia đình cũng tìm hiểu bây giờ ha, cũng tìm hiểu những sản phẩm đó. Nên là cô chú anh chị về những cái bột ngải đen hay là lá xạ đen ha, rồi những cái lá này lá kia quý vị, thì cô chú anh chị cũng Hải và anh Thái và gia đình cũng biết rồi ha. Dạ thì Hải cũng mong rằng cô chú anh chị hiểu, và nếu như Hải không bắt máy được cô chú anh chị cũng thông cảm nha. Anh Thái là lúc cũng rất là mệt mỏi quý vị, mà cô chú anh chị cũng có những cô chú anh chị biết số gọi thường xuyên nên là cũng áp lực cả nhà ơi. Giờ thì anh Thái cũng rất áp lực, rất là lâu rồi anh Thái không có ngủ quý vị. Mấy ngày hôm nay Hải cũng đồng hành cùng với Hạnh, thấy là anh Thái là không có ngủ sơn luôn cả nhà. Không biết rằng là sức khỏe nói chung cũng, vì nói anh ngủ mà không chịu ngủ luôn, đầu óc nói chung là giờ nó căng cả nhà. Đó. Thì Hải cũng mong rằng cô chú anh chị cũng hiểu ha. Dạ thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị muốn Hải cập nhật thường xuyên về cái tình hình sức khỏe của bé Hạnh đó ha. Thì Hải cũng mong rằng cô chú anh chị bây giờ mình cũng bình tĩnh ha. Rất là nhiều cô chú anh chị giống như là coi Hạnh giống như là người đục thịt, rất là nôn nóng, rất là xúc động, gọi cho Hải rất là nhiều ha. Thì Hải cũng mong rằng cô chú anh chị mình cứ bình tĩnh, dạ, để cho Hạnh nghỉ ngơi. Bây giờ Hải mong rằng cô chú anh chị mình cùng cầu nguyện cho Hạnh ha, để mong rằng Hạnh có một cái phép màu. Chứ cô chú anh chị gọi cho Hải nhiều quá thì Hải cũng không thể nào Hải trả lời được. Nên Hải cũng mong rằng cô chú anh chị mình hãy bình tĩnh. Hải không cập nhật thì cô chú anh chị cứ hỏi sao mà không cập nhật. Nhưng mà Hạnh thì nó mệt như vậy đó, thì Hải chia sẻ lên thì cô chú anh chị cũng đau lòng lắm. Hải lâu lâu Hải cập nhật một chút vậy đó, để cho mọi người biết được cái thông tin của Hạnh như thế nào ha. Bây giờ mình nên bình tĩnh ha. Còn những cái phương pháp mà chữa bệnh của Hạnh đó thì quý vị biết rồi, Hải nhận rất là nhiều người, Hải cũng biết rất là nhiều người bệnh rồi, cũng gặp rất là nhiều thầy thuốc này kia, rồi chữa bệnh như thế này thế kia đó quý vị. Thì Hải cũng mong rằng cô chú anh chị bình tĩnh. Đến bây giờ thì Hải cũng thấy rằng là rất là nhiều phương pháp rồi. Hải cũng gia đình cũng đang tìm hiểu và cũng nhờ một số người có kiến thức về thuốc nam thuốc kia đó quý vị. Giờ áp dụng cho Hạnh. Nói chung là bây giờ còn nước còn tát quý vị ơi.
giờ còn nước còn tát. Nên là cô chú anh chị thương yêu thì có thể nhắn tin qua cho Hải ha, chứ còn gọi thì Hải không thể nào trả lời được hết ha. Và cũng rất là áp lực nữa quý vị. Nhiều cô chú anh chị gọi với Hải rồi khóc, rồi nói phương pháp này rồi cái kia, nói chung là nhiều quá, là Hải không thể nào mình có đủ cái lý trí để mà mình xử lý được hết. Đó. Nên là mong cô chú anh chị cũng thông cảm ở chỗ đó. Dạ. Còn về sức khỏe của Hải ngày hôm nay quý vị, thì sáng nay thì anh Thái cũng có chia sẻ với Hải rằng là có tiến triển tốt hơn một chút ha. Có tiến triển tốt hơn một chút, nhưng mà về cái sức khỏe của Hạnh bây giờ thì nó lúc mệt lúc đau, nói chung là mình cũng áp lực lắm cả nhà. Hãy cũng muốn chia sẻ một chút cô chú anh chị mình xem như vậy. Rồi thì hãy bây giờ trong cái video này thì hãy cũng thêm một cái đoạn video mà trước khi mà Hạnh bị bác sĩ từ chối không có chữa bệnh nữa đó, thì hãy cũng đến thăm mẹ và em của Hạnh. Thì trong cái video này Hải cũng có chia sẻ cái đoạn đó, bởi vì trong video này thì Hải cũng có chia sẻ là tiền của cô chú anh chị giúp đỡ đó, thì Hải cũng thêm một cái đoạn video này để cho cô chú anh chị mình cùng theo dõi nha. Dạ rồi, Hải xin mời cô chú anh chị mình cùng xem video ạ. Dạ Hải xin chào cô chú anh chị, hôm nay thì Hải cũng nhân tiện đưa chị hai của bác Hạnh về quê cả nhà ơi. Ơi có mấy cô ơi. Dạ chào cô. Dạ hai chào Phúc nha. Trời ơi. Sao lo đi khỏe không? Ở đây anh của anh Thái. Cháu là anh của Thái. Đây anh thắp hương. Có cái dĩa không cô? Dạ không. Dạ. Dĩa đi. Sao Phúc khỏe không? Khỏe. Đấy. Khỏe hả? Dạ. Sao nhớ chị Hạnh không? Có. Dạ. Đó hai chị em cũng bị khuyết tật hết vậy đó. Sao chăng qua đây sao cũng vậy đó hả? Dạ. Khuyết tật rất là nặng cả nhà. Sao mà đi cười lên nhìn thử sao chứ mấy bữa trời ơi mà đi răng bị nới trơn rồi. Đồng nha. Dạ cảm ơn. Cố gắng nha. Dạ dạ. Tội nghiệp. Sức khỏe anh cũng đau mấy tệ nữa. Đau à? Hả? Anh hở Hạnh em á cũng đau mấy rồi. Chị Hạnh em đau biết. Dạ. Sao mà răng rụng hết trơn á trời. Sao mà trước còn mấy cái mà đi sói trơn rồi đâu nha anh coi thử. Ôi trời. Thôi chưa. Dạ. Tỉnh táo nhỉ. Đẹp trai chứ. Đẹp trai mà đánh bị tội thiệt đó chứ. Hồi xưa Hạnh nó cũng vậy đó anh, mà Hạnh toàn đây do toàn chiến tranh hết. Dạ. Chắc độc hồi xưa đó. Dạ. Toàn chiến tranh. Hồi xưa ba của Phúc có bị như Phúc không ta? Có bị tật không hay là bình thường? Dạ bình thường. Nhưng mà ở đây là do biết sao uống nguồn nước ở cái trên núi kia nè. Hồi xưa họ có thể là do chiến tranh là bị như vậy. Nước bom đạn rồi là lấy chất độc. Dạ. Thì Phúc ở đây ăn uống có được không? Cũng chán cơm. Chán cơm hả? Ôi trời, nóng hả? Nóng. Nóng ghê thiệt. Hơi nóng quá. Cây chùa này không, nó là không có cái cây chùa đi. Có chữ cây chùa nên chết đó rồi. Nó nén hồng, chùa nén như tới hôm nay luôn. Dạ. Hồng nó sâu luôn. Đây cả nhà thì chị hai thì nếu như không chăm Hạnh thì ở nhà cũng nấu cơm nước cho Phúc với lại mẹ của một cảnh ai cũng bên nào cũng khổ cả nhà. Đây Phúc đây lại nó hỏi thăm nói chuyện với mẹ chút nha. Đây cô mẹ của Phúc thì đi, ủa mà đây cô đi nhắc được rồi đó hả? Mẹ Hạnh này giống Hạnh như đúc luôn cả nhà ha. Cô lâu đi khỏe luôn với cô hả? Cô cũng khỏe rồi. Cô cũng có sẵn hôm qua đây cô cũng đuối. Tan nước nguồn nước mấy cô giúp đỡ cho ba Hạnh. Cô không đa trừ với con nữa. Cô cũng cảm ơn chứ không biết nuối ren hết trơn. Còn cô thì chân giò rồi cô đâu có nuôi không được. Thấy con đứt rụt cho cô không biết nuối ren. Thôi chỉ cũng nhờ mấy cô mấy anh mấy chị cũng giúp đỡ cho ba Hạnh thì cô cũng cảm ơn, sẽ không quay đâu cô cũng cảm ơn. Ba Hạnh cô thì cô đứt ruột cô không dám ngó luôn à. Dạ. Biết đó mà
cũng nhờ con đó đó chứ con quay lên con thấy chứ còn con không dám cua chứ mỗi lần cua cô đa ruột quá con không dám cua nên chừ nó cũng nhờ mấy cô mấy anh mấy chị cũng giúp đỡ cho bé Hạnh chừ cô cũng sáng cô cũng cảm ơn chứ cô cũng chừ không biết nuối đen hết trơn. Dạ cô cũng cố gắng chứ còn cô thì chân của cô thì cô cũng muốn ro hết nhưng mà ro là mình cũng sửa soạn không được chứ cũng muốn ro lắm. Dạ. Thôi ở nhà đây lo mấy đứa này để cho ông bán rồi lo cho mấy Hạnh. Chứ cô cũng ở nhà đây cô cũng đã ruột lắm không nè. Cô thấy mỗi lần con quay lên là cô không dám ngó. Mà cô cũng khác biết thì cô cũng mẹ của Hạnh thì cũng bị giờ. Cái chân cô hả? Cái chân thật. Chân thấp chân dài đúng không? Hả? Hình như chân ngắn chân cao đúng không? Mới nhờ bữa nó trừ sẵn con quay đây cô cũng không có gì hơn cũng cô cũng cảm ơn mấy cô mấy anh mấy chị tăng nước nguồn nước giúp đỡ cho ông bé cho nó sống lại được mà cô mừng mới nhờ con nữa chứ còn cô cũng chẳng biết nuôi len nữa. Ồ gãy luôn rồi hả? Gãy luôn. Mà cô đi đua xăng là cô phải chống. Dạ dạ. Mà tăng giò thì cô dịn cô đi được chứ còn ro hồi đó cô mới đi. Đây là cọc sâu yếu mình không té như giỡn luôn nè. Ừ. Té yếu quá. Thì cọc bị gã rồi. Phải đi hàng nó vít vào. Hàng. Từ đây con có thấy bé Hạnh cô đỡ được chưa con? Dạ, bé Hạnh bên đây cũng đỡ đỡ chút rồi cô. Đỡ mà thấy cũng bệnh thấy cũng ngủ rồi nó ruột vòng cục âu đó nó. Thấy ăn đà giống y boan hồi nó không sợ thế. Hồi boan cô rồi cô ở cũng cô cũng ngầu cô thoa miết chuyện những bé hiếu bé Hạnh nó đa. Đa mà ông ưng ro ngộ đòn, ông tái tông sai, ông chết luôn, ông nhả lào nữa luôn. Mà trời bé Hạnh cứ sức hơn rứa là mà ráng chịu cho anh đổi thiệt đó nha. Còn lào rứa một tái ấy thiệt đó nha. Bé Hạnh này quá kiên cường. Cháu là anh của Thái hôm qua đưa mẹ Thái vào. Bây giờ đang ở viện mê Hạnh. Nếu mà cô mà cô đỡ ái thì cô ưng đi ro tham bỏ rứa mấy ngày bỏ về mà không biết mà ráng ro tham bỏ ngó bao thử. Trời đi lộn này. Cô muốn vào đây nhưng mà cô muốn vào thăm nhà nhưng mà cô đang ở đấy với em đúng không? Cô thu xếp vào khoảng hôm nào cô vào sau. Từ đây là không ở sửa soạn nó hàng đây rồi nhỏ nấu ăn cho mấy đứa nếm đi hạt với là chồng con đi lùm nữa. Mấy cô nhỏ con nấu ăn nó đồ đó. Trừ để bà Hiếu phải ở hồ nữa. Là nó mạnh nó đỡ bà Hạnh lên xuống. Cho nên cô phải ở nhỏ trừ ro tham bà Hạnh thì ro đi cũng được đây mà ro cũng không lùm chứ được hết. À, muốn về nhòa không phải về nhòa rồi ro cái trời bệnh viện chắc cô không ro không lùn chứ được thế cho nên cô không ro mà cô ở nhòa chứ cô thấy ba Hạnh cô cũng lo kinh lắm từ không đa trời thì mà cũng nhờ tới thằng hở quay biết lai mới biết nha biết nữa. Nhưng mà bé Hạnh cũng được cái may mắn rồi, có nhiều cô chú anh chị cũng yêu thương cả nhà. Cô cũng thấy. Mà bệnh Hạnh thì cũng mẹ thì bị chân này, chân đi mới mổ cách đây mấy tháng đó hả? Năm mấy rồi, một năm rồi chứ gì? Trời cô kia đi lấy nệp, năm rồi cô kia đi lấy nệp, viết ro đây mà bé Hạnh đa rồi cô để luôn. Mẹ đi cô không được, cô đứng lên con xem được cô. Hình như cô cái chân đúng là chân thấp chân... Cô đây là con chân yếu cái chân bên này đây này. Đây này yếu đó bữa ở đây mà đẩy nó dễ đi hơn hả bạn rậm trời ra thằng này cũng nhất đó nhất là cái chỗ mũ này đúng không ra mà cô ngồi xuống đấy chưa bệnh đó là cũng hạnh nó có nó đầy hơi này qua nam á coi duyên chưa lùn chưa được hơi cố gắng nhẫn mà mờ mờ dò mà đi xuống mỏng cua cái chân mà đi mở biết chơi rồi bỏ thì em thì có dễ đi lai nhưng xuống mà bác đào lúa đó mà lo duyên bác đào bác duyên hạnh đào nó đâu từng vô dẫn mà dò đi ra dạ đúng rồi cho hạnh khổ ta mà nhiều chung trừ cô theo thấu lao cho ba Hạnh cũng bằng cái cô thôi mình có cái đĩa cắt cái cô chỉ dẫn à có dĩa không chị để cái dĩa đi lấy dĩa cho anh thắp à trừ miễn cho ba Hạnh cô không bớt rồi còn cô đây cũng được từ từ cái đó chứ còn cô chỉ lo cho ba Hạnh thôi chứ cô chứ vợ mà chị yên thế được cô thế tới cho ba Hạnh bây giờ sắm nuôi cầu hay không có tội quá thì cô nhỏ cô cũng cầu Phật chứa đủ thứ bộ an rồi cô thắp hương mấy thầy buồn đó để cô nhám con mát là cô nghĩ là ba Hạnh là cô không ngủ cô mở mát rồi ba ba Hạnh nhiêu đó nén không? 48 tuổi. Dạ. Ông mắc là 49 là 48 nè. 49 là cái 49 hôm qua qua được bữa nay 49 là sống đó. Là cũng đi qua nếu là qua tuổi đây là cái hạn
Thôi đừng coi gì. Không qua năm qua qua tuổi thì là quá thì vẫn lo mấy cái nam gì đó. Quê thì có chuyện gì cũng hay đi coi cả nhà. Mà thôi đừng coi coi để lo, tới đâu chị tính tới đó. Chứ còn đôi lúc mình coi mình lo rồi mệt mỏi hơn chị biết không. Ở nhà thì em cũng phúc thì em của Hạnh cứ bị hạnh phúc đây mà thấy thật sự là không phúc phúc ở đây cười sao mà giờ thấy cái nấm không thấy thấy răng luôn là tội nghiệp chứ. Đang rộng nó trơn rồi, chưa cho mà đang rộng nó trơn rồi. Dạ. Đẹp trai ha. Trời, Phúc năm nay là năm mấy tuổi rồi? 28, 29 tuổi rồi. 29 tuổi. 29 tuổi mà cả nhà đi thôi. Chân của Phúc giờ cao hết trơn. Quét hết trơn lại. Ngồi miếng nè, chân nó cứng, ngồi miếng đi chân cứng nát mà lại chân trừ lại gì đó em. Thì nó đâu giữ đâu, nát gì đâu được đâu. Dạ. Cứng quá, chân cứng làm mà lại miếng nó cứng. Chừng mẹ thứ ở của nó. Bỏ đi vô xa có chi không? Có phải không? Mẹ đi vô khỏe không? Đôi lúc cô nói anh không nghe đúng không? Đúng là tiếng mình cô giáo bà đi khỏe không bị say xe say xe gì. Thế hầu mới vô đây núi con không hiểu gì đâu. Yeah. Trời cũng lao rồi không hiểu nè. Yeah. Tám đầu đã mới tám vô. Hồi nãy thấy có gửi hết từ xăm cho Phúc đó. Dạ. Uống cho khỏe. Để đi lấy uống luôn đi. Lấy uống luôn đi cho khỏe. Để chống được cái đại hồi mùa ấy đại chiếc chiếu vô đàn khi cái ngầu đi dụ nén đi ngầu đi dụ nén nắng thì chị cho đỡ hành hành ghê. Anh để anh có cô gió mùa thu ha, cô này cũng giống tên cô gió mùa thu thì cũng gửi cho Phúc bố mẹ là $100 ha, $100 đô Mỹ đó. Thì có gì em gửi chị hai rồi chị hai lo cho mẹ với anh thì rồi chị còn đưa tiền mặt hay là gì đó thì tùy chị. Em cũng có chia sẻ thì nói chị hai ở nhà thì chăm chăm Phúc bố mẹ, còn ở ngoài đó thì chăm Hạnh đó ha. Ra đó thì chăm Hạnh đó, thì cái này em gửi là 2,5 triệu đây ha. Em gửi cho chị hai thì để cho chị hai lo cho Phúc với lại mẹ. Thì hôm rồi thì cũng có cô kia gửi đó mà. Dạ. Cô giáo mùa thu ha, cô giấu tên. Dạ. Còn hôm trước thì cũng có cô Nhi đó ha. Có cô Nhi thì cũng gửi cho chị hai với lại Phúc với mẹ, thì có gì đó chị cũng lo cho hai mẹ con. Dạ, để cho bé Hạnh nó yên tâm ở ngoài đó nó chữa bệnh kia biết không? Cảm ơn cô gì Hạnh mà lo luôn gia đình nữa. Cũng mang cô rất nhiều, cũng mà con không biết nó ra chúc cô cũng mạnh khỏe. Dạ. Cô thì con đưa cho chị hai rồi, có gì chị hai mua thức ăn là gửi lại cho cô Phúc rồi đó ha. Thì cô đó cũng nói con đó là cái gì để cho chị hai chỉ cũng giờ giống như chỉ gì trụ cột trong gia đình rồi. Hồi nó thành trụ cột, trừ Hạnh đa rồi. Đa Hạnh trừ Hạnh đa rồi làm nó không trừ. Có chị hơi ở đây rồi hầu ở nhà thì Hạnh ấy lùm ăn được thì ấy trừ lo trừ ở nhà mới giờ là giờ ở nhà mới lo cho cô nữa rồi còn lo cho Hạnh nữa. Chà ro cứ chà ro rồi chà về chà ro chà về đó trong cho Hạnh mạnh về với cháu với con với chồng đó, rồi còn gì lo trong gia đình lên đây nữa. Cũng cầu mong với Hạnh mà sớm mạnh mạnh khỏe ha. Mạnh khỏe. Dạ dạ. Anh trai chắc giờ mình chắc nói chuyện ở đây chắc anh không nghe thì không. Hồi nãy giờ không nghe gì luôn hả? Không nghe. Anh không nghe. Hồi nãy giờ nói chuyện là anh không có nghe. Chắc về đây cũng vài tháng anh mới nghe rõ chứ còn giờ hết nghe rồi. Đây là chắc là cái nhà Hồng Tâm biết trên mạng là dạ giúp hỗ trợ chứ. Dạ dạ đúng rồi. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ thì cũng kết nối. Dạ. Yeah. Hoàn cảnh. Yeah. Cũng chia sẻ rồi cô chú cũng biết cái hoàn cảnh của mấy Hạnh. Không ai biết đâu mà. Dạ. Yeah. Không như này là không có ai mà biết được. Yeah. Ai mà lên tận đây mà biết được đâu. Dạ yeah, đúng rồi. Ví dụ như mà không có mình chia sẻ thì không biết ai biết những hoàn cảnh mà khó khăn như thế này ở đây.
giống như bé Hạnh tuy là bị khuyết tật vậy đấy, chứ còn xưa là bé Hạnh cũng lo làm nhà làm cửa này đấy cô ha. Hạnh rất là giỏi luôn cả nhà. Nhiều người bình thường không làm như vậy. Đúng rồi. Tính toán làm ăn là giỏi. Bé Hạnh giỏi cực kỳ đó cả nhà. Tuy khuyết tật vậy đó. Có mắt là cái nhà sạch sẽ, đắp hết chai gỗ như dục hết. Mình bé Hạnh luồn rồi không sáng đồ đồ ăn nhòa đi. Cái chị cũng bé Hạnh ấy, không có cái gì mà thấy không sáng. Cái không sáng đầy đủ rồi còn mới có chồng. Các chú các cô cháu là cũng biết lắm nhưng mà xa xôi công việc nên là cũng chưa thu xếp được vào thăm em nó, nên là rồi là thấy là yếu quá rồi mà ấy là cháu mới thu xếp vào đưa cô vào bận công việc cũng thương em nó. Nói tội hai chị em vậy đó. Anh em mà bé Hạnh thì hồi xưa nó cũng khuyết tật từ nhỏ, chân của bé Hạnh cũng cao vậy đó. Nhưng mà bé Hạnh thì nghị lực 15 tuổi. Có nghị lực anh à. Dạ. 15 tuổi rồi nè, em sống miết tới trừ luôn á. 15 tuổi là bé Hạnh đi rồi xoay nhưng mà sống miết tới trừ luôn á. Tới trừ có chồng luôn. Anh Ngôn thấy hồi xưa giờ chắc anh cũng có gặp bé Hạnh chưa ta? Chưa gặp hả? Chắc hồi lần về quê đó chắc anh cũng đi ở Phú Quốc hay gì đúng không? Không có nhà hả? Anh cũng con cô cậu là anh Thái cả nhà chứ không phải là anh Rục hả? Hôm nay anh cũng đưa mẹ của anh Thái vô đây để chăm bé Hạnh đó. Giờ thì mẹ cũng đang ở trong bệnh viện để chăm. Bé Hạnh có bà vô để chăm cho Hạnh cho nên chị hơi về thăm em rồi có gia đình bữa rồi chị hơi ra là rồi cũng có nhà cô bóp vô bóp thăm chứ không thì cũng chưa về đây được đâu. Trong gia Hạnh khỏe cái gì có bóp vô bóp chăm giùm cũng đã chăm Hạnh cũng đã. Thôi anh Hải cũng thăm Phúc với lại chia sẻ cho Phúc này ha, với lại anh gửi cho đây cái này của chị Thanh Hà đấy ha, gửi cho Phúc với lại mẹ ha. Dạ không, cảm ơn. Đây gần với lại cô đây ha, đây, con gửi cô với cha giàu đây ha. Cảm ơn mấy cô. Dạ cha gửi cho mẹ con cô cho giàu sức lũ ủng hộ đủ thứ. Giàu tiền bột cho bé Hạnh cho cô quan tâm tới cô. Cô cũng gửi lời thăm mấy cô. Dạ. Quan tâm tới gia đình cô. Dạ rồi thì cũng có Bắc Nhi đó cũng gửi cho cô với lại Phúc đó ha, thì con cũng có chuyển khoản qua cho bé Hạnh rồi để cho bé Hạnh nó lo cho gia đình mình. Thì gia đình của bé Hạnh cô thì giờ là phụ thuộc vào hết bé Hạnh đó cả nhà, giống như là bé Hạnh là nó làm nó nuôi mẹ với em đó anh, mẹ với em với gia đình này vậy đó anh thấy quá nghị lực, con cái nữa quá nghị lực. Rồi vậy Phúc cố gắng nha. Dạ. Cố gắng ăn uống vô cho mạnh khỏe đi. Dạ. Mẹ con của con cũng không có chi, cũng mời mấy cô chú trang nguồn nước người giúp cho mẹ con chúc mấy cô mấy chú trang nước nguồn nước mạnh khỏe. Rồi. Hãy cũng xin cảm ơn cô chú anh chị nha. Hôm nay thì Hãy cũng muốn về đây thăm mẹ và em của Phúc để cho Hạnh cũng yên tâm ở chữa bệnh quý vị. Rồi nó cũng lạc quan hơn ha. Rồi xin chào tạm biệt tất cả quý vị ạ.